cũng muốn mặc mà sợ dài quá à? Thế thì để tôi check chiều dài váy này cho các bà dễ dàng tậu nhá. Để xem nào. 114cm bà ơi. Vậy thì tầm 1m57 trở lên mặc là đẹp nhất. Còn nếu bà dưới 1m57 thì cắt ngắn đi là đẹp nha. Bà nhìn full lớp lót này. Xong tôi mới thử để hộp này vào túi hai bên thì không bị lộ luôn. Váy này mặc đi du lịch, đi dự tiệc thì hết nước chấm. Phải nói là váy này mặc đi dự tiệc, đi chơi hết nước chấm luôn. Để xem đầm body này có đẹp hơn không nhá. Sao mà đắt thế? Tôi thấy có nhiều chỗ bán rẻ hơn mà tại sao bà lại tậu đồ của shop này? Để xem có khác gì không nào. À, có size này. Size S của tôi cũng có này, đỡ phải sửa. Bà đùi to, đảm bảo mặc váy này che được hết luôn. Thơm tho nha bà ơi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng lắm. Để lên đồ xem phong phủng như thế nào nhá. Với chiều dài cả hai váy như thế này thì nàng nào cao hay lùn đều mặc xinh nha. Link mua đồ Piu để ở phần bình luận nha. Hãy subscribe cho kênh của mình nhé. Và mình là Thảo. Piu.